Chào tất cả các cháu. Hôm nay là ngày 26 Tết. Bố Út được sự tài trợ của người chị vợ bố Út là chị Phước đó. Chị có một nhờ bố Út trao cho bà con một số quà là 30 phần quà để vui xuân đón Tết. 30 phần quà đó, mỗi phần quà gồm có một thùng mì và một số đồ bánh mứt, rồi trà, đường, bột ngọt, vân vân, như bánh nè, thảo leo nè, rồi đường, bột ngọt, trà, như trà này cái nữa nè, vân vân, thì coi như là để gọi là chia sẻ cái phần khó khăn với bà con trong phần vui xuân đón Tết. Ba chục phần quà này Út làm 30 cái phiếu và nhánh là 5 cái phiếu để trao tận tay cho những người già yếu không đi đến nhà được. Còn 25 cái phiếu thì bố đã phát cho những cái người có khả năng đi đến được. Bố có thể hẹn ta 8 giờ này đến để nhận cái phần quà này. Thì hôm nay cũng có là chia sẻ với cháu gì như thế. Chút xíu đây thì người ta đến là nhận phần quà. Bố sẽ tiếp tục để ghi lại cho các cháu coi xem bác Út phát quà như thế nào. Đó. Con có bằng phiếu không? Có. Con có không có người đồng ảnh một phần quà với một phần mì. Phần quà này gồm có bánh mứt rồi đường bột ngọt rồi đó. Yeah, I'm excited.
dài nha, cũng không lâu trong tự chỉ còn với cháu. Vậy đó ha. Rồi, rồi, cảm ơn anh. Rồi, cái gì thì về, cảm ơn anh. Rồi, đi. Rồi, trời ơi. Mới hôm qua không nghe với Phật đó. Dạ, dạ. Sáng giờ vô ra phát quà cũng gần hết rồi, còn những phần quà này là những người đang gặp hoàn cảnh khó khăn, người đi chưa đi đến lãnh được, giờ bác Út với người con của Út thì đem đến giao tận nhà cho những người đó. Những người đó có thể nó là những người già yếu đi không được, hoặc là những người già cô đơn gì đó, họ không có phương tiện đến, thì bây giờ bác Út với người con Út đem đến nhà cho những người đó. Rồi bây giờ bác Út chuẩn bị đi đây, đem những phần quà này cho những người đó, chắc lên xe về chở đi.